của tôi. Mở đi, mở đi, mau mở đi. Bảo Bảo, Thốn Bảo Bảo. Kêu anh đi mua thuốc, anh đi đâu? Cha đang đợi anh đó, đi mau. Hắn không được đi. Hắn còn nợ tôi 50 đồng đại dương. Nói nhảm, sao anh nợ tiền anh được? Đặt cược thua đó. Mọi người đều nhìn thấy. Đúng đúng đúng, chúng tôi đều nhìn thấy. Đúng đó. Họ nói đều là thiệt hả? Tiền mua thuốc đâu? Đưa em. Thua rồi. Anh, vậy anh tự trả đi. Em mặc kệ. Cô à, không được đi. Dựa vào đâu tôi không được đi? Các người cùng một mã bang, hắn thua tiền, cô phải trả thay hắn. Tôi dựa vào đâu phải trả thay hắn? Hắn nói hắn có mấy chục con ngựa ở mã bang các người. Anh nghe hắn nói nhảm. Hắn là người dắt ngựa cho tôi thuê về. Hắn lấy đâu ra ngựa? Mấy người tránh ra cho tôi. Cô gái, nếu như cô nói hắn là phu ngựa cho cô thuê về, vậy hôm nay hắn nợ, cô phải trả thay hắn. Nếu tôi không trả thì sao? Không trả, vậy xin lỗi. Dẫn đi, tới quán ngựa lấy ngựa. Buông ra, mấy người làm gì? Buông ra, mấy người làm gì vậy? Buông ra, đi mau. Mấy người làm gì? Buông ra. Làm gì vậy? Dừng tay. Bao dây cho tôi. Đứng im. Dư, chuyện gì vậy? Hai người họ, hai người ở mã bang hả? Dẫn đi. 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 Trưởng quan, hắn còn nợ 50 đồng đại dương. Hắn là trọng phạm quan phủ muốn bắt. Anh muốn đi cùng hả? Cút qua một bên. Đồ ở đâu? Ở trong nhà. Trưởng quan, cô nói đồ ở trong nhà. Tôi với cô đi lấy. Mấy người canh chừng người này. Họ là một bọn. Đi đi, đừng giở trò đó. Anh yên tâm. Đi thôi. Đứng im. Như đại ca, cuối cùng là chuyện gì? Họ là người tư lệnh Dương ở Nguy Sơn phái tới bắt tôi. Canh kỹ, đừng để hắn trốn. Giờ tính sao? Đừng lo, tôi có cách. Lần trước lúc cha cô trị thương cho ngựa, cô còn thuốc mê đó không? Còn. Đưa tôi một ít. Tìm được đồ rồi. Trưởng quan, đám ngu xuẩn này, cổ bán rồi. Bán cho ai? Cổ nói bán cho tiệm đồ bạc Phố Kê, chỉ bán 10 đồng đại dương. Đi, đi Phố Kê. Trưởng quan, Phố Kê cách đây 80 dặm đường. Anh xem trời sắp tối rồi, bớt nói nhảm đi. Xuất phát. Trưởng quan, trưởng quan, đường đi Phố Kê rất khó đi, vừa hẹp vừa dốc. Nửa đêm rồi, lỡ anh em nào sơ ý rơi xuống vực, phải ăn nói sao? Đúng đó, anh xem tầng mây dày như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ có mưa. Cô bớt nói nhảm đi. Nếu không tin mấy người đi đi. Dù gì mấy hôm trước có mấy người qua đường nửa đêm vượt núi, kết quả té chết trong vực. Ban ngày cũng không ai dám hốt xác. Đúng đúng, tôi cũng có nghe. Về đi trưởng quan, anh xem. Mấy hôm nay chắc chắn anh em cũng vất vả rồi. Chỉ bằng chúng ta ở lại đây, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta đi. Dù gì món đồ đó cũng không trốn được, nó không có chân. Được không? Thôi được. Vậy trưởng quan, hôm nay tôi đãi, tôi mời anh em uống rượu. Bà chủ, lên rượu thịt. Sao rồi? Nhìn đi, chiều mai họ cũng không tỉnh nổi. Anh sao rồi? Tôi không sao. Cảm ơn ống thuốc nước này, đều nhổ vào đây. Dư đại ca, anh giỏi quá. Đội ngựa chuẩn bị xong rồi. Đi thôi. Nó chịu mà, tôi nói chuyện xong rồi mới đưa nó tới đây. Sa thiếu gia,
Trấn trưởng Sa nói, anh bằng lòng tới quán ngựa làm việc giặt, có đúng không? Cô Thu Dân, làm việc giặt là làm những chuyện gì? Như là quét phân ngựa, cho ngựa ăn. Còn tới tối thì phải ra thăm chừng chuồng ngựa. Tôi phải làm mấy chuyện này sao? Tôi đường đường là Sa thiếu gia mà tới chỗ cô quét phân ngựa. Không làm. Không phải lúc ở nhà đã nói rồi sao? Con bằng lòng tới đây mà. Lúc ở nhà cha nói tới chỗ họ học việc thôi mà, sao giờ trở thành đi quét phân ngựa? Cha, cha già nên hồ đồ rồi. Cha không sợ mất mặt, nhưng con vẫn sợ mất mặt. Quét phân ngựa có gì mà không tốt? Đây là tập luyện. Con dám không tới hả? Con không đến đó. Tao đánh chết mày thằng hỗn hào kia. Trấn trưởng Sa, đừng mà. Chị Thu Dân, Tư Nguyệt. Chị Thu Dân, mẹ em nói có việc tìm chị. Chị vào gặp mẹ đi. Được. Cô Thu Dân, cổ là ai? Sao trước giờ chưa từng gặp? Đây là em họ tôi, Dư Tư Nguyệt, mới tới được mấy ngày. Tôi tên Sa Hổ. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Tới thì tới, có gì đâu mà phải sợ. Anh không được nuốt lời. Ông đây cả thịt voi cũng ăn rồi mà còn sợ tới chỗ này quét phân ngựa sao? Được. Chào cô Tư Nguyệt. Tôi cần phải làm gì? Anh làm từ việc đơn giản nhất đi. Anh đi ra tiệm mua ít đồ ăn cho ngựa. Nhưng tôi chưa từng đi mua đồ. Chưa từng mua thì giờ bắt đầu học đi. Mua xong thì ghi vào sổ. Buổi tối tôi sẽ đối chiếu sổ sách. Ghi sổ sao? Nhưng tôi không biết đếm. Anh không có đi học sao? Có đi, nhưng không học được. Vậy Tư Nguyệt sẽ đi với anh. Sẵn đó anh học cách ghi sổ với em ấy. Được đó, được đó. Cái gì? Theo học với em hả? Dưa thì ngon đó, nhưng mắc quá. Không mắc đâu, đúng giá rồi đó. Được rồi, lấy cho tôi một trái. Ông bán dưa, cậu lựa đi, lựa đi. Cô Tư Nguyệt, dưa ngọt lắm, cô ăn thử đi. Cái cậu này chưa hỏi giá tiền đã lấy ra ăn rồi. Hỏi giá hả? Ông có biết tôi là ai không? Tôi mặc kệ cậu là ai. Thiên Dương lão tử có tới cũng một tay giao tiền một tay giao hàng. Ông ở đâu ra vậy? Thôi đi, được rồi. Hắn là Sa thiếu gia đó. Sa thiếu gia, thật xin lỗi. Tôi không hiểu quy tắc. Cậu cứ ăn, cứ việc ăn đi. Ông đây không ăn nữa. Chú ơi, tiền này trả cho chú. Tôi xin lỗi. Tư Nguyệt, sao cô phải trả tiền cho ổng? Cô không biết đó thôi. Ở trấn Sa Khê này, Sa Hổ tôi lấy đồ chưa bao giờ phải trả tiền. Vậy thì sau này anh học công bằng trong giao dịch đi. Mua đồ thì phải trả tiền. Người ta chỉ làm buôn bán nhỏ, khó khăn biết bao nhiêu. Làm vậy không phải tôi sẽ bị mất mặt sao? Người ta coi anh là đại lão hổ, không dám chọc cũng không dám nhìn. Nhưng sau lưng anh là họ cắn răng nghiến lợi. Đây là mặt mũi của anh đó hả? Tôi đi chung với anh mới bị mất mặt đó. Đại lão hổ thì sao? Tên của tôi vốn đã có chữ hổ rồi mà. Thôi được rồi, trả thì trả đi. Dù sao cũng không phải tiền của tôi. Phim được dịch. Xin lỗi chú. Và lồng tiếng tại phim TV. Đi thôi. Về được rồi. Nhiều đồ như vậy, ai mang về? Đương nhiên là anh mang về rồi. Anh tới làm việc giặt cho quán. Anh không mang về thì ai mang về? Tôi lớn như vậy chưa từng mang vác nhiều đồ như vậy. Vậy sau này anh có thể học cách vác đồ về. Xin cô đó chừa chút mặt mũi cho tôi đi. Đừng để tôi mang về. Tôi cũng rất muốn nể mặt anh, nhưng nhiều đồ như vậy làm sao tôi cầm hết được? Anh nói làm sao đây? Để tôi nghĩ cách. Nhị cẩu, Sa thiếu gia, cầm đi. Mang mấy món đồ này về chỗ quán ngựa cho tôi. Chuyện nhỏ thôi, xin nguyện dốc sức cho thiếu gia. Sao anh lại để người ta mang về? Tôi trả tiền mà. Không, không, không cần trả tiền.
Để làm vinh hạnh của tôi không dám lấy tiền của cậu. Không được. Hôm nay sao hổ tôi sẽ làm việc theo quy tắc. Tôi chắc chắn sẽ trả cậu tiền. Nếu cậu còn không lấy, tôi đánh chết cậu. Tôi lấy. Anh làm cái gì vậy? Cô Tư Nguyệt, đi thôi. Chị Thu Vân, Thập Bát Tẩu, Tư Nguyệt, em đi đâu vậy? Đồ mà em mua đã đưa về đây từ lâu rồi. Em có ghé vào giáo đường. Sao hổ đâu? Không phải anh ta đi cùng với em sao? Em vào giáo đường nên kêu ảnh ra ngoài chờ em. Nhưng lúc em đi ra đã không thấy ảnh đâu. Em cứ tưởng ảnh đã về đây rồi. Thập Bát Tẩu, sao hổ uống say rồi, đang đập đồ ở trong quán. Ông chủ tới kêu bà đưa cậu ấy đi. Cậu ấy uống say sao lại tới tìm tôi? Đi đi, đi tìm Trấn Trưởng Sa cha cậu ta. Tôi đi rồi, nhưng Trấn Trưởng Sa nói mấy ngày này sao hổ tới nơi này học việc nên kêu tôi tới tìm mọi người. Mau bỏ tôi xuống. Tên kia, nghe không? Mau bỏ ông xuống. Ném anh ta xuống đây. Khoan, chờ đã. Tưới cho anh ta một thùng nước để anh ta tỉnh rượu. Chị ơi, chị lấy 5 đồng đại dương đưa cho cậu này. Sao phải vậy? Sao hổ đập bể đồ của người ta, mình phải đền cho họ. Sao mình lại phải đền cho cậu ta? Cậu ta đập bể đồ của người ta thì tự mà đền đi. Ứng ra trước, sau này trừ bớt vào tiền công. Tiền công của cậu ta một tháng chỉ có 3 đồng đại dương, lần này phải đền 5 đồng đó. Để cậu ta phải ghi nhớ, sau này sẽ từ từ tốt hơn. Nè, cầm đi. Em gái, em thật không nên hứa với Trấn Trưởng Sa. Đây chẳng phải dẫn sói vào nhà sao? Chị Thu Vân, Thập Bát Tẩu, chuyện gì vậy? Sao hổ lại nổi điên nữa rồi? Em chờ đi, tên sao hổ này sẽ kiếm chuyện với chúng ta cho coi. Là tên nào bỏ tôi ở đây? Sao đồ của tôi bị ướt hết rồi? Là tên nào? Là tôi. Nếu anh không phục thì biến đi. Tư Nguyệt, đi mời Trấn Trưởng Sa tới đây, nhờ ổng đón con trai cưng của mình về. Dạ. Chờ đã. Đừng đi. Tại sao? Tôi phục. Được, là anh nói đó. Tôi phạt anh lập tức đi quét dọn chuồng ngựa. Đi thì đi. Cô không phạt tôi đi giặt quần áo là tốt rồi. Cười cái gì? Canh chừng cậu ta có quét chuồng ngựa sạch sẽ không? Dạ. Anh chạy đi đâu vậy? Cô vào đó ngửi thử đi. Lát nữa chị Thu Vân ra đây sẽ cho anh biết tay. Cha tôi đúng là lẩm cẩm rồi. Để tôi làm thiếu gia không cho, lại bắt tôi chạy đến chỗ này quét chuồng ngựa cho cổ. Thiếu gia có là gì đâu chứ, chị Thu Vân còn là công chúa đó. Công chúa? Cô đang gạt ai vậy? Công chúa mà chạy tới chỗ này mở quán ngựa hay sao? Đi thôi. Cô Tư Nguyệt, cô cũng dẫn tôi vào giáo hội đi, tôi khỏi đời ở ngoài. Người tin thờ Chúa phải lương thiện bác ái, không ức hiếp người ta. Anh vốn không làm được. Giáo hội Tây còn có nhiều quy tắc như vậy, tôi không vào nữa. Con người tôi bẩm sinh đã không thích bị ai quản. Vậy sao anh chịu để chị Thu Vân quản lý? Cổ khác, người ta là công chúa, trên người có long khí. Sa thiếu gia tới rồi. Mận này bán sao? Hỏi cô đó. Mận này bán sao?
Cô điếc hả? Họ đều là dân nhà quê, sao dám ra giá với Sa thiếu gia? Sa thiếu gia muốn ăn cứ lấy đi, nói lung tung. Sa hổ tôi là người ăn quỵt lừa đảo sao? Hỏi cô đó, bao nhiêu tiền một cân? Cô nhìn tôi làm gì? Tôi hỏi cô bao nhiêu tiền một cân? Sa hổ, anh từ tốn nói với người ta, sao hung dữ vậy? Đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Đi thôi. Là thiệt. Đàn ông gì mà sao lại thích ăn đồ chua như vậy? Tôi không thích ăn thứ này. Tôi mua cho mẹ cô. Mẹ tôi? Đúng rồi. Chẳng phải mẹ cô vừa khỏi bệnh, nói lạc miệng. Thứ này giúp ngon miệng. Sao vậy? Tôi nói sai sao? Cảm ơn anh Sa hổ. Cảm ơn gì chứ? Đi thôi. Đi. Tăng Vĩnh Khiêm, ảnh chính là Dư Tuấn Dinh. Anh biết hắn. Chẳng phải anh đã lấy người khác rồi sao? Anh nghe ai nói? Toàn nói linh tinh. Chẳng phải cô đã lấy con trai Tư lệnh Dương sao? Tôi không có. Hồng Kiều, đây là hiểu lầm. Tôi cũng vừa biết. Tôi suýt nữa là mất cổ rồi. May mà tôi về kịp. Hôm nay là ngày tôi tới rước Thu Vân. Thu Vân là cô gái tôi yêu. Thu Vân, lên ngựa. Cô gái, mời lên ngựa. Để xem các người ai dám. Dừng tay. Ai dám làm càn ở Sa Khê này? Sa hổ, bỏ đao xuống cho cha. Lui ra. Tăng Vĩnh Khiêm, anh qua đây với em. Thu Vân, Tăng Vĩnh Khiêm, là em không tốt. Em luôn tưởng mình có thể quên ảnh. Mãi tới khi ảnh xuất hiện, em mới biết em không làm được. Thu Vân, Tăng Vĩnh Khiêm anh ôm đầy hy vọng tới, lẽ nào là để đợi kết quả này? Em xin lỗi. Em không có lỗi với anh. Em có lỗi với trái tim anh. Nó đau đớn ra sao em biết không? Em biết nó đau đớn sao không? Thật sự xin lỗi. Anh không cần xin lỗi. Anh cần em. Em biết em đã làm tổn thương anh. Nhưng mà em xin anh, đừng làm khó Tuấn Dinh có được không? Đừng ai hòng đoạt em. Đừng ai hòng làm như vậy. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Mẹ cứ tưởng không được gặp lại con nữa. Mẹ, đừng buồn. Chẳng phải con vẫn ổn sao? Đúng vậy, tốt rồi. Con chào Dư phu nhân. Cô gái này là mẹ. Cổ là Bàn Hồng Kiều. Cha cổ là đội trưởng đội ngựa Bàn Lão Hải. Cả nhà họ từng cứu mạng con. Cô Hồng Kiều,
Vậy phải cảm ơn cô rồi. Không cần cảm ơn Dư phu nhân. Đợi con và Dư đại ca thành thân, chúng ta là người một nhà. Con còn chưa gọi người là mẹ chồng. Hồng Kiều, cô Tuấn Dinh, mẹ có nghe người khác nói, nói là con với con gái của trưởng đoàn ngựa. Mẹ, vẫn chưa đâu Dư phu nhân. Con với Dư đại ca bàn rồi, cùng tìm người, đợi tìm được người rồi con và Dư đại ca sẽ kết hôn. Hồng Kiều, trước đây là tôi trách lầm Thu Dân, bây giờ chuyện đã rõ rồi, không phải lỗi của cổ. Tôi mặc kệ lỗi của cổ hay không, đừng ai hòng cướp anh khỏi tay em. Hồng Kiều, con ở đây làm gì? Theo cha về. Tại sao phải về? Cha, để con giới thiệu với cha, hai người này là mẹ của anh Tuấn Vinh, còn có em gái ảnh. Chào phu nhân và tiểu thư. Đây là đội trưởng Bàn. Đội trưởng Bàn, đúng là cảm ơn ông đã cứu mạng con tôi. Có điều là tôi hiểu. Phu nhân, con gái của Mã Ban chúng tôi tất nhiên không xứng với thiếu gia nhà các người. Tôi vẫn nói vậy ngay. Hồng Kiều, đội trưởng Bàn, ông đừng nói như vậy. Ông và con gái ông từng cứu mạng con trai tôi. Tôi chắc chắn sẽ hết lòng báo đáp. Để tôi tính món nợ với bà. Hồng Kiều, tôi tổng cộng cứu mạng con trai bà 2 lần. Hắn cứu tôi 1 lần, còn nợ tôi 1 lần. Cha tôi luôn xem hắn như con trai ruột, không nỡ để hắn làm việc nặng nhọc gì. Hắn nói muốn đi khai diễn tìm các người. Chúng tôi liền nhận chuyển lô hàng đi khai diễn. Mấy ngàn dặm đường cướp vậy mà đi qua. Còn sư huynh Bảo, có gì ngon cũng nhường hắn. Buổi tối để hắn ngủ bên đống lửa ấm nhất. Bà tưởng đưa vài đồng tiền thúi là được sao? Tôi không thèm. Hồng Kiều, tôi... Vậy cô Hồng Kiều, cô muốn cái gì? Tôi muốn mạng hắn. Sư muội, Hồng Kiều, buông ra, bỏ đào xuống. Bỏ xuống đi. Dư Tuấn Vinh, mấy người buông tôi ra. Sư muội, buông tôi ra. Mấy người buông tôi ra. Sư muội, dừng tay. Thu Dân, cô Hồng Kiều, xin cô bỏ đao xuống. Có gì chúng ta từ từ nói. Với hạng người như các người, chỉ có thể dùng đao nói. Chị tránh ra. Cô Hồng Kiều, tôi xin cô tha cho Tuấn Vinh. Nếu cô thấy không hả giận, cứ giết tôi đi. Quan có đầu nợ có chủ, tôi giết chị làm gì? Người tôi hận là Dư Tuấn Vinh. Thu Dân, Tuấn Vinh, cô nói đúng. Dư Tuấn Vinh, nếu anh là đàn ông, hãy giải quyết chuyện này như đàn ông. Vậy anh muốn sao? Quyết đấu. Nếu chúng ta đều không muốn từ bỏ, cách duy nhất chính là quyết đấu. Theo quy tắc của Thảo Nguyên, ai thắng, người đó dẫn Thu Dân đi. Như vậy đều công bằng. Công bằng? Mấy người công bằng với tôi không? Mấy người xem tôi là gì? Dư Tuấn Vinh, nếu anh là đàn ông, đi theo tôi. Anh Tuấn Vinh. Mẹ, mẹ yên tâm. Anh, cầm đao lên như người đàn ông. Cầm đao lên. Không dám cầm chứ gì. Vậy thì cút đi cho sớm. Nếu không muốn cút, anh có thể ở lại uống rượu mừng của tôi và Thu Dân.
Anh cảm thấy làm vậy công bằng với Thu Vân sao? Thu Vân nói không sai. Cổ không phải trâu bò gia súc, ta không phải chiến lợi phẩm của chúng ta. Cổ là phụ nữ. Anh hiểu không? Vậy tại sao anh lại đồng ý đứng ở đây? Tôi có thể đứng ở đây là muốn nói chuyện với anh. Diện cớ. Anh sợ rồi. Anh nghe rõ đây. Tôi sẽ không quyết đấu như ý anh muốn. Rút đao ra. Đồ nhát gan. Tăng Vĩnh Khiêm, anh muốn sao cứ tự nhiên. Hôm nay anh không rút đao ra, anh phải mãi mãi rời xa Thu Vân cho tôi. Không thể nào. Phim được dịch. Tuyệt đối không thể. Dừng tay. Mẹ. Mẹ. Sao mẹ tới đây? Mẹ tới uống rượu mừng của con trai. Không ngờ nhìn thấy một trận quyết đấu. Mẹ. Người đàn ông đó, hắn muốn cướp A Hạ của con. Mẹ biết hết rồi. Tăng Vĩnh Khiêm, con là con trai của tộc Ma Thoa. Nếu như cô gái không muốn treo đao của con trên lưng cổ, con nên rời đi trong lễ độ, chứ không phải dùng đao. Nhưng mẹ, con yêu Thu Vân. Con không muốn mất cổ, con sẽ mất tôn nghiêm. Con trai à, con nghe lời mẹ. Từ bỏ không có nghĩa con nhu nhược. Đi, theo mẹ trở về. Tuấn Vinh đâu? Phu nhân đừng lo, mẹ của Tăng Vĩnh Khiêm tới đã đưa ảnh về Thảo Nguyên rồi. Tạ ơn trời đất. Như phu nhân, đợi Hồng Kiều về, tôi sẽ dẫn nó đi. Từ nay về sau, sẽ không tới đeo bám thiếu gia nhà bà nữa. Chỉ huy bàn, sư phụ nói đúng. Cũng không biết là ai đeo bám ai. Nếu hắn chê sư muội tôi là con gái Mã Bang, sao còn mặt dày mày dạn theo chúng tôi? Cứu mạng hắn, cho hắn ăn, cho hắn uống. Còn phải tìm mẹ giúp hắn. Tới cuối cùng còn mang tiếng sai trái. Trên đời còn có đạo lý này sao? Bảo Bảo, không được nói như vậy. Chỉ huy bàn, đều là lỗi của nhà chúng tôi. Là nhà chúng tôi có lỗi với cô Hồng Kiều. Như phu nhân, không phải lỗi nhà bà. Mọi sai trái đều tại con bé Hồng Kiều xuất thân trong nhà chăn ngựa. Ông Tuấn Vinh về rồi. Tuấn Vinh. Tuấn Vinh. Anh, đầu con sao vậy? Không sao, bị đập trúng. Không đáng ngại. Tăng Vĩnh Khiêm đâu? Ảnh cùng mẹ về rồi. Thu Như thiếu gia, Hồng Kiều đâu? Cổ không về sao? Không có. Họ Dư kia, sư muội tôi có gì bất trắc, tôi giết cả nhà cậu. Bảo Bảo con làm gì vậy? Buông Như thiếu gia ra. Tôi biết rõ tính khí con bé Hồng Kiều. Nó mà nổi giận, ai nói cũng không nghe.
Chúng ta ở đây đợi nó về thì hơn. Được. Chủ quán, quan khách, cô còn cần gì nữa? Lấy rượu. Cô à, cô uống không ít rồi, sợ tôi không trả nổi hả? Cầm đi. Được được, lên rượu. Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy phụ nữ hả? Cô tử lượng cao như vậy khiến chúng tôi hổ thẹn. Tôi phụng lệnh đại ca đặc biệt mời cô một chén. Anh chẳng phải thổ phỉ Hắc Phong trại sao? Muốn mời bà đây chưa đủ lễ độ. Vậy không biết cô cần lễ độ gì? Lấy thêm hai giò. Được. Sảng khoái. Ông chủ, lên rượu. Rượu đây. Nước. Nước, mau lên. Cô Hồng Kiều, ngồi dậy uống nước đi. Anh là ai? Tôi là Bành Lão Ngũ. Bành Lão Ngũ bị cô chuốc liền ba chén hôm nay. Đây là đâu? Sơn trại. Cô uống nước trước đi, tôi phái người đi gọi đại ca. Làm gì? Để tôi đi. Cô không được đi. Anh, bỏ vuốt chó của anh ra khỏi người tôi. Không được, tôi thả cô đi. Tôi không thể ăn nói với đại ca. Tôi nói lại lần nữa. Buông ra. Nếu tôi không buông thì sao? Vậy tôi chặt đứt nó. Cô, Lão Ngũ. Buông cổ ra. Đại ca, cổ quá hung hăng. Buông ra. Con người tôi thích huấn luyện ngựa bướm. Mấy cậu ra ngoài đi. Anh thả tôi đi. Không thể nào. Nếu tôi đã tốn bao công sức đưa cô về, không nghĩ tới sẽ thả cô đi. Vậy tôi liều chết với anh. Đừng sốt ruột. Cô còn chưa biết tôi là ai. Cô biết rồi sẽ không vậy nữa. Anh chẳng phải thủ lĩnh thổ phỉ Nhiễm Phúc đoàn sao? Đó là quan phủ nói thôi. Thật ra tôi là anh hùng hảo hán, giết giàu giúp nghèo thay trời hành đạo, biệt danh Nhiễm Dân Thiên. Cướp trước nay không nói bản thân là cướp, nhưng luôn thích lấy đồ của người khác. Tôi mặc kệ anh là ai. Thả tôi đi. Tôi nói lại lần nữa, nếu tôi đã bắt cô về, không nghĩ sẽ thả cô đi. Vậy tôi sẽ chết trước mặt anh. Cô sẽ không. Thứ nhất là đau cắt vào thịt sẽ rất đau. Thứ hai, cô xinh đẹp như vậy, sao nhẫn tâm khiến bản thân máu me đầm đìa? Nhưng tôi không muốn bị anh hãm hại. Tôi thà chết. Cô nhảy đi. Tôi không cản cô. Cô nhảy xuống chết rồi xem như kết thúc. Chỉ sợ cô nhảy xuống tàn tật. Muốn chết chết không xong, muốn sống lại khổ sở. Tới lúc đó chỉ có thể liên lụy cha cô. Tôi không hiểu nổi. Cô còn trẻ như vậy, sao nhất định phải chết? Sống chẳng phải rất tốt sao? Nhưng tôi không muốn bị anh hãm hại. Tôi không nói muốn hãm hại cô. Nhiễm Phúc đoàn tôi không làm chuyện ép buộc người khác. Về đi. Nếu cô quyết không chịu, tôi thả cô đi cũng được. Nhưng cha cô phải trả tôi một khoản tiền chuộc. Dựa vào đâu phải trả tiền chuộc?
Bao nhiêu anh em bên dưới phải ăn cơm, tôi phải nuôi họ. Đây là quy tắc giang hồ. Lão Ngũ, đại ca, có chuyện gì? Sai người đi chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn. Chắc chắn cô Hồng Kiều đói rồi. Rượu thì miễn đi. Tôi đi làm ngay. Ngoài ra, sai người đi suối nước nóng thu dọn sạch sẽ. Cô Hồng Kiều ăn xong sẽ phải đi tắm. Nhưng không nhưng nhị gì hết. Cô Hồng Kiều, sao vậy? Tôi hỏi anh, người tới xin anh có phải Bạch Thu Dân không? Đúng vậy. Cô biết cổ, liên quan gì chị ta? Cô nói cô từng cứu chồng cổ, phải có qua có lại. Chồng chị ta, Dư Tuấn Vinh cũng tới rồi. Tới rồi, bị tôi chặn dưới núi. Còn có cha cô. Anh muốn tiền chuộc bao nhiêu? 500 đồng đại dương. Sao hả? Chê nhiều. Không, ít rồi. Anh thêm 500 đồng, gom đủ 1.000 đồng đại dương. 1.000 đại dương? Cô đang nói ngược hả? Bàn Hồng Kiều tôi có bao giờ nói ngược không? Vậy tôi không hiểu nổi. Anh là mắt chó coi thường người. Bàn Hồng Kiều tôi không đáng 1.000 đại dương sao? Nói năng kiểu gì vậy? Tôi nói vậy đó. Tôi nói mấy người biết, nếu mấy người không đòi 1.000 đại dương, tôi tự giết mình, khiến các người không lấy được đồng nào. Được, cô Hồng Kiều, tôi hứa với cô. Đại ca, người phụ nữ này điên rồi. Không, phim được dịch, thuyết cổ không điên. Thu Dân trưởng quỹ, nhận roi, có thể xuất phát rồi. Chỉ huy Điêu, có thể gõ chiêng xuất phát rồi. Bạch trưởng quỹ, bây giờ tôi không gõ chiêng được. Tại sao không gõ được? Các anh em nói, lần này cô trả hơi ít tiền cước, phải trả thêm nữa. Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Đúng là đã nói rõ, nhưng cô cũng biết, lần này đi đường cổ Trà Mã tới Tây Tạng, đường đi gian nan nguy hiểm, nhà cửa thưa thớt. Đây là việc liều mạng, cô biết không? Nếu cô không thêm tiền cước, chắc chắn họ không đi. Thêm tiền, thêm tiền. Không thêm tiền, chúng tôi không đi. Phải thêm tiền. Các chỉ huy, các chỉ huy, tôi cầu xin mọi người. Chuyến này trưởng quỹ cũng vì gom tiền cứu con gái tôi. Tôi cầu xin các vị, nể thân già này, đừng bắt trưởng quỹ thêm tiền nữa. Chỉ huy Điêu, nể mặt tôi đi. Chỉ huy Bàng, quy tắc trên đường lạc đà ông cũng biết mà. Chuyện gì cũng phải nói rõ khỏi tranh chấp. Chuyện này không làm cho anh em yên lòng. Lỡ như trên đường cãi nhau, làm chậm trễ chuyển hàng, tổng chỉ huy tôi ăn nói sao với cô chủ đây? Tam ca, anh đã dùng chiêu rồi. Người phụ nữ đó vốn không nghe theo anh. Lỡ cổ làm tổng chỉ huy thật, vậy tính sao? Không đâu. Chiêu này tôi dùng nhiều rồi. Chuyển hàng giỏi hơn cổ, tới cuối cùng cũng phải xuống nước với tôi. Không tin cậu cứ chờ xem. Lát nữa chắc chắn có người tới xuống nước với tôi. Tâm ca, cổ tới rồi. Sao hả? Tôi đã nói gì? Quay lại rồi kìa. Mọi người nghe đây. Bây giờ tôi chính là tổng chỉ huy của đội ngựa. Thập Bát Tẩu là trợ thủ của tôi. Tam ca, cổ không xuống nước.
Cổ Toàn nói lời cứng rắn. Chỉ huy Điêu, sao ông chưa đi? Tôi đi. Tôi không đi. Từ xưa tới nay, đường vận chuyển này chưa từng có chỉ huy nữ đi qua. Hôm nay tôi cũng muốn xem thử một người phụ nữ như cô làm sao quản đám đông chúng tôi. Được, ông cứ chờ xem trò cười của tôi đi. Chiên đâu? Có đây. Xuất phát. Tổng chỉ huy, mời lên ngựa. Chị lên ngựa trước. Em nói chuyện với chú Bằng một chút. Không được, không được. Cô Thu Dân, tổng chỉ huy là vua đội ngựa, phải cưỡi trên ngựa, vậy mới uy phong tám phương, mới có thể phục người. Đội của tôi không chú trọng mấy chuyện này. Không, đây là quy tắc. Bảo Bảo, dắt ngựa cho tổng chỉ huy. Dạ. Không cần đâu, tôi biết cưỡi. Tổng chỉ huy cần người hầu hạ. Chú Bằng, chú dắt giúp tôi đi. Tôi đang định bàn chút chuyện. Được. Đi thôi. Sư phụ, sư phụ, người để người phụ nữ này hạ bệ như vậy hả? Đường này còn dài lắm, sẽ có ngày cổ khóc. Nhưng mà Bàng Lão Hải và đồ đệ của hắn sẽ giúp cổ. Giúp được hôm nay, giúp được ngày mai không? Nói nhảm, đi. Chú Bàng, làm tổng chỉ huy cần làm những gì? Không làm gì hết, chỉ quản đội ngựa di chuyển nghỉ ngơi trên đường. Hôm nay phải đi đoạn đường bao xa, buổi tối ngủ lại ở đâu? Mấy chuyện này đều do tổng chỉ huy quản. Còn có gia súc bệnh phải biết chữa trị. Trên đường gặp thổ phỉ cướp đoạt, cô phải đi giải quyết. Tổng chỉ huy chính là quản gia của cả đội. Chuyện lớn nhỏ gì cũng phải quản. Rắc rối vậy. Nên mới nói tổng chỉ huy cũng không dễ làm. Vậy tối nay chúng ta ở đâu? Chuyện này phải do tổng chỉ huy cô quyết định. Cô hỏi tôi làm gì? Chẳng phải tôi không biết sao? Theo thói quen, hôm nay phải tới ruộng lúa mạch. Nhưng mà buổi sáng chậm trễ, chúng ta chỉ có thể nghỉ ở trạm Lương Phong. Ở đó có cỏ, có nước, còn có mấy quán ngựa lớn. Chúng ta đông người, có thể ở được. Được, vậy cứ ở trạm Lương Phong. Cô phải truyền lời xuống. Truyền sao? Cô nói với tôi, tối nay ở đâu là được. Chỉ huy Bàng, tối nay nghỉ lại trạm Lương Phong. Tổng chỉ huy đã nói tối nay nghỉ lại trạm Lương Phong. Nghỉ lại trạm Lương Phong. Thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Mọi người đều ở đây, tôi nói một chuyện. Chúng ta có mấy con ngựa bị trầy xước lưng. Hôm nay lúc Tuyên sư phụ tới chữa phát hiện lưng ngựa bị thương, không phải vì bị chà sát, là có kẻ bỏ hạt ốc chó vào yên ngựa. Tôi muốn biết là ai làm. Ai làm chuyện thất đức như vậy? Không phải chứ. Mọi người đều là kiếm cơm nhờ ngựa, sao lại làm chuyện tán tận lương tâm như vậy? Chắc chắn là sơ ý để rơi vào. Theo tôi thấy, trong chúng ta có kẻ không phải người. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Tổng chỉ huy phải tra xét chuyện này tới cùng. Nếu không, hậu hoạn khó lường. Chỉ huy Điêu nói đúng. Ai làm? Mau nói ra. Tôi không so đo. Tôi dám chắc chắn, người đó trong chúng ta
Tôi cho hắn một cơ hội nữa, dám làm dám nhận. Cuối cùng là ai làm? Được, không nói cũng không sao. Tuyên sư phụ là Đông Ba, biết pháp thuật, biết coi bói. Chú Tuyên, nhờ chú bói một quẻ giúp chúng tôi tìm ra người này, có được không? Được. Em à, ổng làm vậy là có thể tìm ra người đặt giỏ ốc chó vào yên ngựa sao? Đương nhiên được. Chị xem, bên đó có chậu cát. Tuyên sư phụ đang xin thần linh chỉ điểm. Một khi hiển linh, trong chậu cát sẽ viết tên người đó. Tôi cũng muốn xem thử thần linh này cuối cùng có hiển linh không. Vậy tìm ra người đó xử sao? Vậy cứ làm theo quy tắc của Mã Bang. Còn phải hỏi sao? Ba đao sáu lỗ, tự đào hố, tự chôn mình thôi, đúng không? Mọi người đi đi. Tối nay thần linh sẽ hiển linh. Sáng mai trên chậu cát sẽ viết tên của hắn. Mọi người giải tán đi. Tối nay không ai được tới đây. Kinh động thần linh là không hiển linh. Được rồi, để xem ngày mai viết tên súc sinh nào. Đi thôi. Tuyên sư phụ, vào lều nghỉ một lát đi. Mời, mời. Sư phụ, sao người trèo lên cây vậy? Mau thả ta xuống. Ta vừa định ra đi tiểu tiện, không biết sao lại treo tôi lên. Mau lên, mau bỏ khí đợi đã, để mọi người nhìn cho rõ. Kẻ giở trò trong yên ngựa chính là người này. Cô đừng nói càng, đừng ngậm máu phun người được không? Ông không thừa nhận cũng vô ích. Tôi đã giăng bẫy, ông tự chui vào. Pháp thuật của Tuyên sư phụ chẳng qua là cái bẫy mời quân vào rõ thôi. Ông sợ chậu cát viết tên ông, liền muốn xóa nó đi. Nhưng ông không ngờ bên dưới chậu cát có cơ quan. Chỉ cần ông chạm vào chậu cát sẽ khởi động cơ quan, nên bị treo lên cây. Tôi nói không sai chứ? Ma Bảo Khí, thả sư phụ anh xuống đi. Chỉ Quy Điêu, tôi với ông không thù không oán, tại sao ông phải làm vậy? Cô Bạch, nếu đã như vậy, tôi nói thật với cô. Có người bỏ tiền kêu tôi làm vậy. Là ai? Nhiễm Phúc Đoàn. Nhiễm Phúc Đoàn. Tại sao hắn sai khiến ông làm vậy? Hắn không muốn chúng ta kiếm đủ tiền chuộc. Đồ súc sinh, còn muốn đổ lên đầu tôi. Tổng chỉ huy, cô nói đi, nên làm sao? Hỏi chỉ huy Điêu đi. Hình như hôm nay chỉ huy Điêu đã nói nên xử phạt sao, nhưng tôi quên rồi. Ông nói lại lần nữa. Tôi không quên. Ông tự nói ba đào sáu lỗ, tự đào hố chôn mình. Đúng như anh ta nói không? Đúng, không sai chút nào. Nhưng Điêu Tâm Quái tôi cũng là trang hảo hán. Muốn chặt đầu tôi sẽ không rụt cổ. Cô Bạch, tôi hiểu quy tắc trong nghề. Làm đi, cho tôi một đao. Bây giờ tôi đâm ba lỗ, sau đó mới mời cô phán xử. Ông là sư phụ của các người. Các người nói, có đưa đao không? Tùy ý tổng chỉ huy xử phạt. Đúng, tùy ý tổng chỉ huy xử phạt. Chỉ huy Điêu, dù ông đã làm gì cũng là trang hảo hán. Tôi biết ông bị Nhiễm Phúc Đoàn ép. Các người thường đi đoạn đường này, sợ đắc tội hắn, nên chuyện này tôi không trách ông, cũng không xử phạt ông. Nếu ông còn chịu giúp tôi, hãy ở lại. Cô Thu Dân, tôi sẵn lòng. Được. Mọi người đều thấy rồi, Bạch Thu Dân tôi
quả thật không phải người làm tổng chỉ huy. Bây giờ tôi tuyên bố, chỉ huy Điêu thay tôi làm tổng chỉ huy đội ngựa. Chỉ huy Điêu, ông đồng ý không? Cô Thu Dân, chỉ cần cô tin tưởng Điêu Tam Quái tôi, dù tôi có liều cả mạng, tôi cũng phải giúp cô. Đương nhiên tôi tin ông. Mọi người nghe rõ đây, chuyện tối nay không ai được nói ra ngoài. Nếu nói ra đều đi hết cho tôi. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Chỉ huy Điêu, sau này chuyện của đội ngựa Thồ xin giao cho ông, cũng để tôi được làm biến. Cô Thu Dân, mạng này là cô cho, cô yên tâm. Điêu Tam Quái tôi, dù vào dầu sôi lửa bỏng, cũng phải chuyển lô hàng của cô tới nơi bình an. Mã Bang về rồi. Về rồi, về rồi. Mã Bang về rồi. Mã Bang về rồi. Mã Bang về rồi. Sa Hổ, Mã Bang về rồi. Mã Bang về rồi. Về rồi, về rồi. Hay, hay lắm. Trấn Trưởng Sa, cô Thu Dân đi đường vất vả rồi. Nhờ phúc của mọi người, cuối cùng đã trở về bình an. Tốt, về là tốt. Về là tốt. Các hương thân, nữ tổng chỉ huy đầu tiên của Sa Khê chúng ta, thống lĩnh đội ngựa trở về rồi. Hay, hay lắm. Hay. Hay lắm, hay lắm. Đi. Khoan đã. Để đề phòng các người giấu súng lên núi, chúng tôi phải kiểm tra túi các người đem theo. Đợi đã. Đây là tiền chuộc chúng tôi phải giao nộp. Đây là quy tắc trên núi chúng tôi. Tuấn Dinh, đưa họ đi. Được rồi. Đi thôi. Nè, cô nhìn đi. Đại ca, chỉ huy bàn, nếu ông không có tiền có thể nói thẳng. Có lẽ đại ca chúng tôi mềm lòng, sẽ để cha con ông đoàn viên. Nhưng bây giờ ông lại dùng tiền giả để gạt chúng tôi. Ông cũng quá xem thường đại ca tôi rồi. Tôi, anh im đi. Chuyện này không liên quan đến cha tôi. Tôi biết là ai làm. Vậy là ai? Là cô ta. Cô đúng là hiểm độc. Cô muốn hại chết tôi hả? Tôi, Hồng Kiều, sao cô lại nghĩ vậy? Sao Thu Dân hại cô được? Hơn nữa số tiền này là hai chúng tôi tự đếm, tự kiểm tra, là tiền đại dương thật. Dư đại ca, không cho anh nói giúp cổ. Dư thiếu gia, nghe ý anh, hình như chúng tôi tráo đổi đồ của anh. Trên có trời, dưới có đất, ai làm? Ông trời tự biết. Được lắm, còn dám ở địa bàn của chúng tôi nói xàm. Lão Ngũ, không được làm càn. Được rồi, được rồi. Dạ đại ca, xem như bạc của chúng tôi là giả, chúng tôi nhận. Xin cậu thêm 2 tháng, tôi sẽ đem 1.000 đại dương thật tới chuộc con gái của tôi, có được hay không? Cha. Được, tôi đồng ý. Đại ca, không phải 1.000, là 2.000. Tại sao? Quy tắc trong nghề không giữ chữ tín gấp đôi. Mấy người giết tôi đi. Tôi dùng mạng già này đổi Hồng Kiều. Cha, bằng lão bá, không cần cầu xin họ. Chúng ta nghĩ cách khác. Cha, như đại ca, mấy người đừng lo chuyện này nữa. Đất ở đâu cũng chôn người. Cha, cha cứ xem như trước nay không nuôi đứa con gái này.
Dư đại ca, tôi chúc anh và người anh yêu long phụng sum vầy, trăm năm hòa hợp. Bạch Thu Vân, tôi hận cô. Hồng Kiều, Bằng lão bá, mặc kệ họ, chúng ta về nghĩ cách. Đi thôi, đi. Lão Ngũ, cậu tráo đổi phải không? Đại ca anh đừng giận. Các anh em làm như vậy cũng là muốn tác thành cho nhân duyên của anh và cô Hồng Kiều. Lần sau không dám nữa. Đồ ngu, cô muốn làm gì? Ai kêu anh lo chuyện bao đồng? Nếu cô là con tin của tôi, lại là người tôi thương yêu, không cho phép cô muốn chết là chết. Theo tôi về. Anh buông tôi ra. Đồ súc sinh. Đại ca, sao anh phải khổ vậy? Tôi thích. Sao hả? Ngậm miệng thúi của anh lại. Nói anh biết, canh chừng cô Hồng Kiều. Nếu cổ có gì bất trắc, tôi lột da của anh. Hồng Kiều, Hồng Kiều, Hồng Kiều đâu? Hồng Kiều, anh nắm địa thế ở đây hơn. Anh đi tìm Hồng Kiều, mau lên. Được. Có người nổ súng bên kia. Đi coi đi. Chú ý cảnh giác. Chú ý cảnh giác. Chuyện gì vậy? Bình Tam, Lão Ngũ, ai nổ súng vậy? Không phải tôi nổ súng đâu. Tiêu rồi. Mau bắn yểm trợ đại ca. Người anh em cậu có sao không? Đại ca, em không sao. Anh mặc kệ em. Anh đi đi. Nhảm nhí. Những phút đoàn này là kẻ bỏ mặc anh em ở lại không lo sao? Tôi đưa cậu đi. Đại ca, đại ca, em đi không nổi đâu. Anh đi đi. Im đi. Tôi không bỏ mặc anh em mình. Lão Ngũ, chúng ta rút thôi. Rút gì mà rút. Đại ca còn bị kẹt ở trong đó kìa. Lão Ngũ, cậu coi kìa. Nếu không chạy thì chúng ta không người nào thoát được đâu. Chạy gì mà chạy.
Người nào còn dám kêu chạy, đừng trách khẩu súng của lão tử vô tình. Bắn cho tôi. Bắn. Đi. Lão Ngũ, đại ca, bọn em tới cứu anh đi. Cậu dẫn anh em rút đi. Không, em phải liều mạng với bọn chúng. Lão Ngũ, cậu liều mạng vô ích, mau rút đi. Đại ca, bọn em không thể bỏ mặc anh được đâu đại ca. Cậu phải giữ lại nồi giống cho sơn trại chúng ta. Rút mau. Rút. Mau lên. Đi, đằng sau theo lên. Mau. Các anh em, hết đạn rồi. Lên, mau. Đứng yên. Không ngờ phải không? Nhiễm Phúc Đoàn, đưa súng cho tôi. Bỏ dao xuống đi. Bình Tam, bỏ dao xuống đi. Đại Kim Nha, Dương Thiếu Gia, là anh. Muốn chém muốn giết cứ nhắm vào một mình Phúc Đoàn này. Anh em của tôi còn có mẹ già con nhỏ phải lo. Tha cho cậu ta con đường sống đi. Đại Kim Nha, dẫn anh ta vào nhà. Dạ. Các cậu giải anh ta về đi. Đi. Phim được dịch Tuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Thiếu gia, người dẫn tới rồi. Đại Kim Nha, anh đưa Mỹ Phượng về nhà đi. Dạ rõ, dẫn lên đây. Các cậu ra ngoài hết đi. Anh em tôi bị thương rồi, băng bó cho cậu ấy. Cậu nói cái gì? Nhiễm Phúc Đoàn, cậu tưởng ở đây là sơn trại của cậu hả? Đúng không? Đại Kim Nha, làm theo lời anh ta nói. Dạ. Cảm ơn anh. Nhiễm trại chủ, tôi với anh không thù không oán, còn có quan hệ buôn bán với nhau. Nửa đêm nửa hôm anh dẫn người đột nhập vào nhà tôi, có phải quá đáng lắm không? Tôi muốn biết là kẻ nào sai khiến anh. Không ai sai khiến tôi hết. Vậy tại sao anh muốn giết tôi? Tôi không có ý định giết anh. Vậy anh tới đây làm gì? Vì bàn cờ thôi. Nhiễm trại chủ, anh cũng muốn phát tài sao? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Anh thử nói cho tôi nghe coi, có người nào không muốn phát tài? Làm sao anh biết bàn cờ đang nằm trong tay tôi? Tin đồn giang hồ, ai nói anh biết? Chuyện này tôi không thể nói với anh. Giang hồ có quy định của giang hồ, tôi không thể bán đứng bạn bè của mình. Anh không nói, tôi cũng nghĩ ra được là ai rồi. Không giấu gì anh, đúng là bàn cờ đang ở trong tay tôi. Nhưng là do ông đây tốn bao công sức khổ nhọc mới lấy được. Nó đã thuộc về tôi rồi. Anh tới cướp, có phải ngang ngược quá không?
Tôi hiểu luật lệ giang hồ mà. Giờ tôi đã thất thủ rồi thì tùy anh xử trí thôi. Chỉ có điều đừng làm phiền đám anh em của tôi. Bọn họ cũng chỉ làm theo lệnh của tôi thôi. Anh đoán tôi sẽ xử trí anh bằng cách nào? Tôi không đoán. Có làm có chịu. Thuận theo ý trời. Được lắm. Người đâu? Dạ. Chuyện gì vậy thiếu gia? Anh lập tức tới túy ông lầu mời ông chủ đó tới đây. Kêu ông ta chuẩn bị sẵn một bàn tiệc. Tôi muốn đích thân mời Nhiễm trại chủ một ly. Chuyện này, thiếu gia, có phải cậu muốn đưa cậu ta lên đường không? Đúng. Dạ rõ.